vị đã đồng ý phi nhung với bạn mình hôm nay cái không khí giống như là một đám cưới vậy đó. Đám cưới đi anh Quỳnh ơi, cho em là phụ dâu đi. Anh Quỳnh ơi, 15 năm nay em ở chung với anh, em chưa bao giờ cùng cái bánh bánh để tặng cho anh, và em cũng chưa bao giờ em hát một cái bài hát sinh nhật cho anh, và em cũng chưa bao hát một bài hát nào cho anh. Hôm nay em tặng tập nhân, em về lại Melbourne, hôm nay là cái chỗ mà kỷ niệm của em với anh đó. Bây giờ em xin nghiêng mình và kính cẩn tặng cho anh kia. Phi Nhung cảm thấy nó linh nghiệm lắm luôn á. Bây giờ mọi người nhìn cái bánh này và nhìn Phi Nhung và nhìn các team và nhìn tất cả quý vị thôi hôm nay. Anh có thể làm lên một câu dụng cụ và cái liên quan tới cái chiếc bánh này và liên quan tới tất cả mọi người thấy không? Yeah! Em tin anh là được. Em tin anh là được. Em tin anh là được. Làm ha, ok làm. Quý vị biết không? Ngày này 43 năm về trước, tại bệnh viện Sài Gòn đã sáng sinh một chàng trai. Người đó năm nay 43 tuổi, tên gọi Nguyễn Mạnh Quỳnh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay là quý vị 20 tháng 4 là mình tròn 43 tuổi, sinh năm 1974, tuổi con heo. Cũng rất là may là hôm nay mình hát cho đêm cuối cùng trước khi chia tay quý vị trở về Mỹ. Thì được anh em nghệ sĩ cũng như anh Quỳnh làm một bánh sinh nhật như thế này rất là vui. Một lần nữa chúc quý vị cùng chia vui cùng anh Quỳnh. Mừng anh Quỳnh 43 tuổi và 20 năm ca hát trong nghề quý vị. Sinh nhật nha. Ok, em hỏi tống nó đi rồi. Cái gì vậy? Chơi gì anh? Chơi hết mình chứ. Em vô anh đánh à? Không đánh à? Anh Thuần đâu rồi? Anh Thuần đâu? Anh có chống gì vậy anh Thuần? Trời ơi, anh nói kỳ quá. Không biết có chơi đi. Ông cảm thì anh đi rét luôn. À vậy hả? Ok, quý vị. Vô. Ông để các nhà hát trước dùm em chưa có nghe. Chào ngủ mà hát cái thương cái gì thôi. Không nghe cái thương.